Rồi ok, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần bài tập cuối chương 6 từ bài 1 cho tới bài số 4 rồi đúng không nào? Chúng ta đã biết cách ôn lại những cái phần công thức, những phần tính toán ở trong chương này gồm có 5 bài rồi. Chúng ta đã biết tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, độ lệch chuẩn phương sai vân vân và vân vân mây mây gì đó ha. Rồi tổ hợp xác suất các kiểu cũng ok. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay hết cho các em 5 bài còn lại từ bài số 5 cho tới bài số 9 nha nha. Ta sẽ đi sang ở cái bài số 5. Gì đây? Em hãy tìm hiểu chiều cao của tất cả các bạn ở trong tổ và lập mẫu số liệu với kết quả tăng nhân. Với mẫu số liệu đó hãy tìm số trung bình cộng. Số trung bình cộng này thì ký hiệu đó chính là cái này dễ quá dễ mà x trung bình này. Trung vị là ME này. Tứ phân vị đó chính là Q1, Q2, Q3. Còn biến thiên là R, còn tứ phân vị là delta Q, phương sai là S bình phương và độ lệch chuẩn đó chính là S. Cái này dễ, tại vì cái này nó phụ thuộc vào tổ của các em á. Ví dụ như các bạn cao dùng 1m60 mà đơn vị tính bằng cm á, như vậy 1m70, 1m75 gì đó thì các em liệt kê ra. Ví dụ như ở đây thầy có trong tổ có 5 bạn đây, cái 5 bạn và cái chiều cao nó như này. Dù một bạn nữ là 1m58, một bạn nữ thứ hai là 1m60, tổ các em thì có thể là 10 bạn, thông thường là khoảng 10 bạn hoặc là 12 bạn, chỉ ít khi mà 5 bạn. Nhưng mà ở đây thì lấy một ví dụ để chúng ta làm cho nhanh để dễ hiểu. 1m62, 1m68, 1m70. X trung bình thì các em sẽ lấy 5 cái số này các em cộng lại, có bao nhiêu bạn thì các em sẽ lấy bấy nhiêu bạn các em cộng lại và chia cho tổng số bạn đó để ra được x trung bình. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây thầy làm cái mẫu thôi. Để chúng ta dựa vào đó thì chúng ta làm. Là xong cái số trung bình này. Cái trung vị, cái trung vị ME chúng ta ở đây là số gì? 1, 2, 3, 4, 5 là số chẵn. 5 đúng không? 5 thì em áp dụng công thức là lấy 5 cộng 1 chia 2 là bằng 3. Như vậy trung vị ở đây ME là lấy cái số chính giữa này, đó chính là 162. Cái gì nữa? Tứ phân vị. Tứ phân vị như vậy Q2 này sẽ bằng ME. Ở đây sẽ bằng 162. Bây giờ này, để tính Q1 ở đây là chẵn, ở đây chẵn có hai số liệu này, N bằng 2 thì chúng ta sẽ lấy hai thằng này cộng lại chia 2. Chẵn ấy chúng ta nhớ biết rồi đúng không? Chẵn thì chúng ta sẽ lấy ở đây nó có hai số liệu thì chúng ta sẽ lấy là Q1 sẽ bằng 158, gọi là trung bình cộng ấy, chia 2 bằng này. Q3 bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ lấy 168 cộng 170 và chia cho 2. Cái này bằng 159 này và cái này sẽ bằng 169 này. Được không nào? Hiểu không? Đó. Khoảng biến thiên thì R của chúng ta sẽ lấy cái cao nhất trừ cho thấp nhất. Đó, cái này bằng 12 đúng không? Delta Q khoảng tứ phân vị thì sẽ bằng Q3 trừ Q1, 169 trừ cho 159 thì cái này bằng 10. Thầy viết công thức các kiểu hướng dẫn cách làm thôi, còn cái này tùy thuộc là bao nhiêu bạn và số liệu chắc chắn nó sẽ khác với số liệu của thầy đây. Thầy chỉ làm trình bày cái mẫu thôi. Còn S bình phương thì các em đã biết rồi đúng không? S này sẽ cầm cầm hàng S bình phương. Cái này thì chỉ việc lấy là gì? Từng số liệu này trừ cho cái giá trị trung bình này bình phương và chia cho 5. Cái này dễ. Ghi ra. Đây là cái bài mẫu thôi. Còn em cứ... Đây, thầy sẽ chuẩn bị em một cái bài mẫu. Có thể là các bạn trong tổ mình là 10 bạn hay là 12 bạn gì đó thì em liệt kê ra. Nhớ lẻ là chúng ta sẽ lấy n cộng 1 chia 2, còn nếu mà chẵn á, ví dụ n bằng 10 không, thì em sẽ lấy theo công thức là gì? Lấy 10 đó chia 5. Thể loại 10 chia 2 là bằng 5 thì em sẽ lấy vị trí số 5 và vị trí số 6 chúng ta cộng lại và chia 2 tiếp. Em hiểu chưa? Ví dụ 10 bạn đi. Tổ ra 10 bạn thì để tính cái trung vị á, tính trung vị nghĩa là Q2 đấy. Thì chúng ta sẽ lấy 10 chia 2 là bằng 5. Chúng ta sẽ lấy cái vị trí số 5 và vị trí số 6 cộng lại và chia 2 thì ra được trung vị. Nhớ là như vậy. Thầy sợ nhất là cái chỗ trung vị là các em hơi lóng ngóng thôi. Còn những cái chỗ kia thì nó đã có sẵn hết rồi, rất là dễ. Ta đi xem bài số 6 em. Ok chưa?
Rồi. Ta sẽ đi sang ở bài số 6. Gì đây em? Trong một hội thảo quốc tế có 10 chuyên gia đến từ châu Á. 10 ở đây là Á đúng không? Và 12 là Âu. Á như Việt Nam mình là châu Á rồi, Thái Lan rồi đó, Campuchia ha. Châu Á thì mình thì đông nhất, rất là đông. Rất là nhiều quốc gia. Này. Châu Âu. Châu Âu như Anh rồi ha, Pháp rồi. Chọn gì đây? Chọn ngẫu nhiên hai chuyên gia vào ban tổ chức. Như vậy đây tổng số là mấy? Là 22 chuyên gia đúng không? 22 chuyên gia. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn hai chuyên gia. Chọn đây ra là hai chuyên gia. Hai chuyên gia thì chứng tỏ cái N mẫu của ta đây á, nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 22, tại vì chọn ngẫu nhiên mà. Chọn ngẫu nhiên đúng không? Như đây, xác suất của biến cố chọn được hai chuyên gia ở hai châu lục khác nhau và ban tổ chức là bằng bao nhiêu? Như vậy hai chuyên gia ở hai châu lục khác nhau và ban tổ chức. Như vậy thì ở đây người ta gọi A là cái biến cố đó. Gọi A là biến cố chọn hai chuyên gia ở hai châu lục khác nhau và ban tổ chức, nếu là khác nhau. Chứng tỏ phải có một anh Á và một anh Âu. Chứ nếu mà hai Á hết, hai Âu hết thì chúng ta loại. Em hiểu chưa? Hai Á hết và hai Âu hết là loại liền. Phải có một anh Á, một anh Âu. Chứng tỏ Á này có mấy cách chọn? Có 10 cách chọn. Âu có mấy cách chọn? 12 cách chọn. Và hai cái này là liên tiếp. Hai cái này liên tiếp thì chứng tỏ N của A này theo chúng ta áp dụng quy tắc nhân là 10 nhân cho 12 thì sẽ bằng 120 cách chọn. Đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì cái xác suất của BA này nó sẽ bằng 120 chia cho tổ hợp của 22 để tính cái tổ hợp mà 22 ship chia 2 231 đi, 231. Như vậy thì ở đây sẽ bằng là 120 chia cho 231. Đây nghe. Chia cho 3, tự chia 3, mẫu chia 3 bằng 40 phần 77. Đó. Vậy thôi. Hiểu chưa? Nếu tại vì cái 231 cách chọn này á, nó có thể là hai chuyên gia, nó có thể là hai Á hết, hoặc là hai Âu hết, hoặc là một Á một Âu. Là tổng cộng là có 3 trường hợp như vậy, nhưng mà ở đây là để chuyên gia là hai hai anh là Á Âu thì nó chỉ có 120 thôi. Các em hiểu chưa? Tại sao đây là 231? Tại vì nó có thể 3 trường hợp xảy ra, ví dụ hai anh Á, hai anh Âu, hoặc là một anh Á một anh Âu, hoặc là một anh Âu một anh Á. Còn cái này chỉ là một Á một Âu, chắc chắn là như vậy. Nên là cái số nó giảm là như thế. Đây. Chúng ta muốn có lời giải chi tiết thì ok. Thầy giảng em đã hiểu cái bản chất nó tại sao là như vậy là được rồi. À, giáo viên có hỏi cái gì thì chúng ta cũng sẽ biết ngỏ trả lời. Được chưa? Rồi. Ta đi sang bài số 7 em nha. Bài số 7. Ta đi sang bài số 7 em. Trong một buổi khiêu vũ có đúng 10 cặp vợ chồng. 10 cặp nghĩa là bao nhiêu người? Một cặp là 2 người. 10 cặp chứng tỏ là 20 người. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Này, lên khiêu vũ đầu tiên thì chứng tỏ 20 người mà chọn ra 2 người lên khiêu vũ thì chứng tỏ nó sẽ là cái không gian mẫu đây, số phần tử đó chính là C của mấy? C của 2 của 20. Bấm ra luôn nha. 20 190. Nghĩa có 190 phần tử gọi là cách chọn đấy. Xác suất biến cố này chọn được 2 người là vợ chồng. Hai người ở đây là phải vợ chồng, mà trong đây có mấy cặp? Có 10 cặp vợ chồng thôi. Như vậy chọn hai người là vợ chồng chứng tỏ trong đây sẽ có mấy cách chọn? Có 10 cách chọn, tại vì trong đây nó có 10 cặp này. Chứ nếu chúng ta chọn những cái kiểu khác, ví dụ hai nam hoặc hai nữ thì không thể nào vợ chồng, hoặc là cái chồng anh này mà vợ của anh kia thì cũng không được. Như thế là nó quấn bầm mắt đấy. Nhưng mà chọn đúng 10 cặp vợ chồng thì nó sẽ có 10 cách chọn. Nhưng mà cái biến cố A này sẽ có 10 cách chọn. Đúng không? Hay nói cái khác là nó sẽ là chập 1 của 10 á. Chọn trong 10 cặp này là chọn chọn ra một cặp để lên khiêu vũ.
Chứ mà lấy râu ông này cấm cầm bà kia, hoặc là chọn ra hai nam hoặc là chọn ra hai nữ để lên khiêu vũ không được, không đúng theo biến cố này. Em hiểu chưa? Như vậy thì cái xác suất của nó BA này sẽ bằng là 10 phần 190 thì sẽ bằng 1 phần 10 19. Vậy đó. Hiểu chưa? Đã đơn giản vậy. Hiểu thì nó dễ em. Hiểu thì rất là dễ, mà không hiểu thì rất là khó. Được chưa? Đó. Muốn lập luận có chữ các kiểu thì đây. Rồi, chúng ta sẽ đi sang vào bài số 8 em nha, bài số 8. Ta đi sang bài số 8 em. Như đây em. Một lô hàng có 20 sản phẩm, bao gồm 16 sản phẩm chính và 4 phế phẩm. Phế phẩm nghĩa là cái những phải sản phẩm bị lỗi đấy, nó hình dung như thế. Có 20 này, sản phẩm này. Trong đây có 16 là chính phẩm, là sản phẩm chính đấy. Còn 4 ở đây là phế phẩm, gọi là phụ đấy. Đang hiểu như vậy. Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm từ cái này. Chọn 3 sản phẩm từ trong 20 sản phẩm này, chọn ra 3 sản phẩm. Em hiểu nào? Như vậy thì cái không gian mẫu ở đây, số phần tử nó sẽ là tổ hợp chập 3 của mấy? Chập 3 của 20. Đúng không? Chọn ra 3 sản phẩm từ 20 sản phẩm này. Còn việc trong đó là có bao nhiêu chính phẩm và bao nhiêu phế phẩm thì kệ nó, người ta chả nói. Được không? Người ta xác định cái không gian mẫu trước câu A này. Có bao nhiêu kết quả xảy ra khi chọn 3 dòng ngẫu nhiên thì đây là câu A luôn rồi này. Câu B. Xác suất của biến cố cả 3 sản phẩm được chọn là chính phẩm là bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây chính phẩm ta là bao nhiêu? Là 10 16 chính phẩm. Như vậy thì chúng ta gọi A là cái biến cố này. Thì suy ra cái số phần tử của biến cố A là bao nhiêu? Đó chính là tổ hợp chập 3 của mấy? Chập 3 của 16. Đúng không? Tại vì ở đây là chính phẩm không nè. Mà trong đây có 16 chính phẩm. Như vậy cái xác suất BA sẽ bằng là tổ hợp chập 3 của 16 chia cho tổ hợp chập 3 của 20 bằng. Hiểu không? Bấm ra. Quá dễ em ơi. Càng ngày càng thích chưa? Thích toán nha. Học thầy này mà các em không thích toán là thôi chịu rồi. 1140. Ở đây chắc chắn là rút gọn được này. Đúng nè. 560. Có máy tính nó tiện lắm em. Học phổ thông mà không có máy tính này thôi bó tay chấm cơm mà chấm mắm rút luôn. 28 phần 57. Đó. Câu này dễ. Câu này rất dễ. Cũng cũng câu này nha. Người ta yêu cầu là cả 3 sản phẩm được chọn là phế phẩm này. Ví dụ như cái cũng là câu này, người ta thế ở đây là không phải chính phẩm mà là phế phẩm thì kết quả khác. Khác nghĩa là gì? Nếu như ở đây là biến cố cả 3 sản phẩm được chọn là phế phẩm thì nó sẽ là gì em? C của mấy? C của 3 tổ hợp chập 3 của 4. Tại vì trong đây có 4 phế phẩm mà người ta chọn ra 3 sản phẩm thì chứng tỏ nó sẽ là ngay chỗ đây sẽ là chập 3 của 4 chứ không phải là 16. Tại vì đây là chính phẩm nên người ta sẽ chia ở đây là 16 này. Hiểu chưa? Tùy theo cái đề bài. Và thầy thấy cái bộ sách cánh diều của chúng ta đây là cái đề toán nó tương đối là dễ, nó không có gì khó cả em. Nó không có sự đánh đố và không có sự tư duy cao bằng hai cái bộ kia. Không phải là thầy chê cái bộ này. Bộ này thầy thấy nó chủ yếu là nó cung cấp cho các em những kiến thức cực kỳ cơ bản thôi. Chứ còn cái độ chuyên sâu á thì thầy thấy hai cái bộ Trần Trời Về Cách Nói, miễn là hai cái bộ cho chúng ta những cái kiến thức mà nó gọi là lắt léo và cái độ chuyên sâu của nó. Em hiểu như nào? Thì các em cứ tham khảo thêm hai bộ kia nha. Được chưa? Đấy, các em muốn ghi chép gì đó thì bấm dùng video lại là có hết để ghi rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu cuối cùng là câu số 9 em nha. Những dạng này người ta đã rành những em, quá rành này nữa. Trong một hộp 20 chiếc thìa cùng loại, người ta đánh dấu từ 1 20, tổng ở đây là 20 này. Sao cho mỗi thìa chỉ viết rồi cái này người ta chọn ở này, đây là quan trọng chọn là ngẫu nhiên hai chiếc thìa. Chứng tỏ không gian mẫu của ta là gì?
2, 20 chiếc mà chọn 2 thì chứng tỏ là tổ hợp của cặp mấy? Cặp 2 của 20. Bấm bàn làm bao nhiêu luôn nha. 190. Như đây giờ hỏi biến cố này. Hai thẻ được chọn hai thẻ được chọn có tích. Tích là phép gì? Tích là phép nhân của hai số được viết trên đó là số lẻ. Tích mà số lẻ thì chứng tỏ trong 20 số này, đúng không? Trong 20 số này có bao nhiêu số lẻ? Nó sẽ có 10 số lẻ. Đó là những số nào? Số 1, số 3, số 5, số 7, số 9, số 11, 13, 15, 17 và 19. Đúng không? Như vậy tổng cộng ở đây là mấy số? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có phải 10 số không? 10 số trong tổng, tổng ở đây là mấy số? Tổng 20 số. Thì chứng tỏ tại vì chúng ta ví dụ như chúng ta chọn ra bất kỳ ví dụ cái cặp này 1, 3 thì cái phải 1 nhân 3 thì bằng 3, đúng không? Số lẻ. Chứ nếu trong đây chỉ cần có một số chẵn thì chúng ta tích lại không bao giờ ra số lẻ mà nó sẽ ra một số chẵn. Tích giữa số chẵn và số lẻ thì nó sẽ ra số chẵn. Em hiểu chưa nào? Còn tích của hai số lẻ thì chắc chắn sẽ ra một số lẻ, thì chứng tỏ chúng ta gọi A là cái biến cố này. Biến cố này thì N của A này sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là tổ hợp cặp 2 của mấy? Của 10. Trong đây 10 số này chúng ta sẽ lấy hai số. Như vậy thì ở đây chúng ta tính nó bằng bao nhiêu này? 10. Cái này dễ không em? 45. Như vậy BA ở đây sẽ bằng 45 chia cho 190. Đúng không? Đang bấm máy tính ra chắc 45 phần 190. 9 phần 3 18. Đó, xác suất. Hiểu chưa? Đơn giản này thôi em. Đơn giản nhưng mà cũng không đơn giản, tại vì toán thì chúng ta cần phải lập luận. Hiểu chưa nào? Ok. Như vậy thì đây. Đấy, thầy lập nãy thầy đã lại liệt kê ra cho các em này. Quá dễ hiểu đúng không em? Như vậy thì clip hôm nay tới đến đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở các cái hoạt động thực hành trải nghiệm cũng như là cái chương cuối cùng ở trong học kỳ 2 này. Thầy sẽ cố gắng quay trước để có cái khi chúng ta học tới đâu là đã có sẵn clip của thầy tới đó. Thầy sẽ đảm bảo cho các em như vậy. Đảm bảo cho em phần sách giáo khoa và chuyên đề. Còn phần sách bài tập thì hên xui. Thầy quay xong rồi thầy sẽ quay cho các em sách bài tập. Em yên tâm đi. Nha. Chúc em học tốt. Bye bye.